Vâng, xin chào tất cả các anh em cộng đồng YouTube đã quay trở lại với kênh Mùa Gặt Đông Bắc nha. Xin chào mọi người. Chào mọi người nhá. Vâng, thì cái hôm trước ấy tôi đánh tiết canh vịt bằng muối thì nhiều bác bảo là đánh không được. Thì hôm nay tôi hướng dẫn bác cái cách này 100% ăn luôn nhá. Nghĩa là đấy. Đánh bằng Odeson. Đây là gói Odeson 1 lít. Gói này pha với 1 lít nước này. Đấy, các bác ra ngoài hiệu thuốc các bác mua gói này nhá. Nó còn nhiều loại Odeson nhỏ nhỏ ấy, nó có màu cam, nó có cái vị cam thì mình không dùng cái loại đấy, mình sẽ dùng cái loại này nhá. Nên là Odeson gói pha với 1 lít nước. Đấy, gói to. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách pha nước hãm này. Đánh bằng cách này thì ăn 100% luôn. Nên là đánh 10 con thì phải được 11 con. Đấy. Đấy nhá, bây giờ tôi pha nước hãm cho các bác xem này. Đấy, bây giờ tôi sẽ cắt cái gói Odeson này ra nhá. Đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ đong khoảng độ một thìa này. Đây nhá, khoảng độ một thìa như này. Thìa vơi vơi thôi. Đấy. Đây này. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, cho vào đây. Đấy. Rồi, và nước lọc thì tôi sẽ cho vào đây khoảng một muôi. Đấy, đúng một muôi nước nhá. Đấy, cho vào đây. Đấy, chúng ta sẽ hòa cái Odeson này ra nhá. Đấy, chúng ta hòa tan hết đi. Đấy, và bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu đi sẽ đi cắt tiết vịt nha các bác nha. Cắt nách. Đấy, riêng cái tiết canh vịt này thì bao giờ các bác cũng phải chọn cái cách cắt nách thì nó mới tiết nó ấy. Đấy, nó mới tiết nó mới đỏ nha. Đấy nha, riêng cái nách, cắt nách thì các bác bao giờ, đây này, đây là cái ổ khớp của cánh của nó. Thì các bác sẽ cắt ngay dưới ổ khớp của nó này. Cắt xoẹt phát, nhanh, mạnh và dứt khoát nhá. Rồi dốc cái đít, cái cầm lên cao cái ấy này. Đấy. Đấy, các bác làm một phát dứt khoát thế cho tôi. À, bao giờ máu nó cũng ra nhiều và đỏ. Mà con vịt bao giờ nó cũng chết luôn. Còn các bác mà cắt vào cổ ấy nha, nó còn lâu nó mới chết, chạy khắp xóm. Đấy, đây tôi cho các bác xem mà tiết đây này. Đấy. Cái tiết bao giờ nó cũng đỏ tươi luôn. Màu tiết rất là đẹp luôn. Đấy. Mà cắt vào nách này thì bao giờ cái nó không bị cái dãi. Bao giờ nó cũng sạch. Đấy, cắt xong rồi các bác cứ lấy đũa các bác ngoáy đều tay cho tôi một lúc. Rồi bây giờ tôi sẽ không động gì vào cái bát tiết này nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ để nguyên cái bát tiết này nhá. Đấy, cho hai anh em vặt lông. Và tôi quên không nói với các bác cái cân nặng của con vịt này. Nghĩa là con vịt này là đúng 3 cân 1.
Đấy. Con này vịt cái đấy chứ. Ừ, vịt cái. Và 3 cân 1 nhá. Béo thật, béo. Nghĩa là các bác đánh bằng cái Oresol này ấy, thì nó ăn chắc 100% luôn. Nhưng mà tí nữa các bác lại phải pha thêm cái muối vào nước nhá. Không là ăn nó sẽ bị lợ. Đấy. Là đây đấy, bọn tôi bắt đầu làm nhân này. Nó là lại dùng cái nhân cổ cánh thôi. Còn là nếu mà muốn đánh bộ lòng thì bọn tôi lại phải đi mua thêm cái lòng mà ở đây lại không có. Đây tôi tí cho đây hai cái hạt dổi nhá. Nó thơm. Đấy. Đây, cho vào đây tí nữa đập ra. Vâng, đấy tí tôi sẽ cho các bác ta xem cái tiết thám bằng Oresol này nhá. Và cái thực chất thì cái Oresol này nó là muối. Đấy, nó là nước muối. Muối pha với cả đường để nó bù nước và điện giải cho những người bị tiêu chảy. Đấy, hoặc là những người đi làm nặng nhọc. Thực chất của nó cũng là muối thôi, cũng không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà đánh bằng cách này thì các bác sẽ ăn 100% luôn. Nhưng mà đánh 10 con thì phải được 11 con luôn. Đấy, băm, cho vào đấy băm luôn. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi xào nhân nha. Đấy, bật bếp. Ngon lắm, tiết canh vịt này. Đây này, bát tiết đây này các bác này. Đấy, tôi vẫn úp từ nãy giờ, tí tôi sẽ cho các bác xem nhá. Bây giờ chưa cho xem được. Đấy. Đây tôi sẽ cho vào nhân một chút nước mắm nha, cho nó vừa ăn. Tại vì hãm bằng cái kia nó có cái vị nó nhạt. Đấy, chúng ta cho vào đây một tí nước mắm cho nó vừa ăn. Rồi, nước mắm, một chút mì chính nữa. Xào vàng lên nha các bác nha. Đấy, tại vì hãm bằng cái Oresol kia ấy, thì nó sẽ bị nhạt. Nên là chúng ta phải cho thêm nước mắm vào đây cho nó vừa ăn. Rồi, và tôi sẽ cho rau răm vào đây nhá. Đấy, cho rau răm vào. Rồi, bây giờ tắt bếp đi. Rồi, và sẽ cho nhân ra bát nhá. Đấy, hôm nay sẽ đánh khoảng 6 bát tiết canh. Cho anh em ăn nó thoải mái đi.
Rồi. Đây, vào đây cái bát tiết canh vịt đây này, các bác này. Đấy. Nó chỉ có hơi một tí nước nổi nổi trên mặt nước thôi. Trên mặt thôi. Đấy, gạt đi cũng được mà không gạt đi cũng được, chả sao. Đây này. Đấy, bởi vì chúng ta lúc ấy chúng ta chỉ cho có một muôi nước nên là nó rất là ít nước. Và cái này là nó nhạt nên là nó không sợ mặn. Đấy. Đây này, các bác nhìn này. Này. Tiết này. Nghĩa là đánh 10 con thì phải được 11 con. Đấy. Đây. Tiết nha, không hề đông, không hề dây riếc gì nhá. Đấy. Đỏ lư luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, lần sau nếu mà các bác thấy hãm muối nó khó ấy thì các bác cứ làm theo cái cách này của tôi nhá. 100% đông luôn. Đánh tí nữa đồng như đá luôn ấy. Đấy. Rồi, tôi để vào đây. Rồi, chúng ta sẽ cho thêm mì chính vào nước nhá. Đấy, chúng ta ngoáy đều lên. Rồi, bây giờ bắt đầu sẽ đi đánh nha. Đấy, chúng ta sẽ đánh theo tỷ lệ 1-1 như mọi lần thôi. Đấy. Một tiết, một nước. Đấy. Vì lúc nãy chúng ta sẽ cho mắm muối mì chính và nhân rồi nên là ăn nó sẽ rất là vừa. Đấy. Cho vào đây. Tiết hãm bằng cái kiểu này ấy, thì bao giờ tiết nó cũng đỏ, nó không thơm. Chia đều trước đã, tí nó còn thừa đánh lớp sau. Đấy, ba bát nữa, nữa thì đấy nha các bác, cố gắng xem hết cái video này nha, các bác đừng có tua. Lúc các bác lại bảo là không biết đánh, không đánh được. Rất đơn giản. Đấy. Đây, còn tí nữa. Đánh nốt. Vừa sinh 6 bát vơi vơi. Cân được món này là được rồi. Rồi và bây giờ anh em chúng tôi sẽ để im nhá, không động gì vào để cho nó đông đã. Tí tôi sẽ cho các bác xem tiết sau. Vâng, đây anh em chúng tôi đây này, làm xong rồi các bác này. Đấy, đúng 6 bát nhá. Đấy, đây. Đây là Võ. Trần Văn chào, Võ. Chào các bạn nhé. Đây là Trần Tiến, đây là Trần Cường. Đấy, còn đây là Ngân Trọc. Đấy, đệ chưa chọc rồi nhá. Đấy, đệ của anh Dũng. Đấy.
Đấy, bây giờ tôi sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy. Nhưng tiết canh là đánh bằng Oresol dễ nhất trên quả đất luôn. Đấy. Bây giờ tôi cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Võ việc rót rượu cho anh để anh cho anh em xem một cái này các. Đấy nha, tôi quay nó phòng tối nên là tôi phải thêm một cái đèn flash của điện thoại nữa cho các bác xem nhá. Canh hồng hào đỏ chót đỏ tươi luôn. Đây. Đấy, Dương đánh bằng Oresol này. Đấy nha. Anh cho tí chanh. Ui giời. Đồng hơn đá luôn. Tại lúc nãy cái thằng này nó băm nó ấy quá. Đấy, các bác thấy chưa? Đồng như đá luôn, nó băm cái nhân nó vẫn còn chưa đứt nên là sấn nó hơi khó. Nước đấy. Không có nhiều nhỉ. Đấy, các bác thấy chưa? Ngon lắm. Bỏ lên ngồi đấy. Đây ra đây. Có tí rau thơm nhá. Ngon. Quá ngon luôn. Điểm một đào một chén nào. Thám nào. Thám nào. Canh thì có một chén rượu thì nhạt quá. Ngon. Cứ làm miếng nữa nha. Đấy, các bác thấy đông chưa? Quá đông luôn và nước nó chỉ có một tí tị. Không sao cả. Đấy. Quá tuyệt vời luôn các bác. Ngon lắm. Hạt tiêu, hạt tiêu. Cần cảnh phết nhỏ. Ngon lắm. Đấy, cho thằng em Võ thử phát nhá. Xin mời các bạn thử món tiết đá. Canh vịt này nhá. Đồng hơn đá luôn đúng không? Đấy, không có thơm tí tị nước. Thơm ngon. Rất là ngon. Anh thử miếng nữa đi. Làm miếng nữa đi. Ăn đi. Ăn đi cho nó bỏ. Còn mấy bát nữa, 3 bát nữa đấy. Rất là ngon. Có mùi, có cả hạt dổi mà. Có hạt mùi đấy, thơm của hạt dổi chanh nữa. Ngon quá, mỗi anh em mà làm quả đi, ngân nhược ta làm đi. Đấy. Em mời các bạn nhá. Làm thử bát đi xem trình độ tôi như nào. Như thế gọi là đẳng cấp chưa? Tuyệt vời. Đây, thì kìa. Anh ăn tiết canh em phải dùng thìa hay là dùng đũa? Dùng đũa cũng được, ăn tiết canh cháo, ăn cũng được. Cháo ấy. Nó đông hết rồi còn gì nữa. Ăn bằng đũa bốc. Đấy. Ngon đấy nhở? Ngon. Không nhận. Anh cứ nhai thì nhai. Quá địch nhỉ. Anh phải nhai vừa nhai xem nó cái cảm giác của nó cơ. Có vị gì? Cay quá à? Thật cho mình ớt vào nó cay thôi. Ngon. Cầm ớt là cay. Ớt nhà Võ cay cất. Đến rồi anh ăn đi, làm miếng đi. Chào miếng đi. Đấy các bác, tôi lại làm miếng nữa này. Đây là lá chanh. Ôi, kiểu như vậy. Đấy, ăn miếng to to này, nó mới ra này. Nó mới bùi. Con này mà bây giờ được nhiều vậy. Đấy nha. Em phải ra lên này. Này. Ngon lắm. Đây tuyệt cú mèo luôn đấy. Hôm nay anh đánh chuẩn đấy. Không có tí nước nào ở đấy. Thơm mùi hạt rồi. Đi bát luôn. À. Đây các bác nhìn nhá. Đấy. Quá ngon. Ngon. Xin mời anh em nâng ly đi nhỉ. Xin mời tất cả mọi người nhé. Mời là tổ đông nhá. Rồi nâng ly nhá. Trong mặt ông. Ông thả chuối gì còn gì nói nữa. Vâng, và bây giờ tôi sẽ nói cho các bác một cái chú ý về khi đánh tiết canh vịt bằng Oresol. Cái này thì hãm rất dễ. Nhưng mà đánh rất là khó nha.
bác nào không biết đánh là rất là khó đông. Các bác cứ hãm theo kiểu của tôi. Tôi đảm bảo 100% với các bác là không bao giờ nó đông trước khi các bác đánh. Đấy. Nhưng mà khi đánh là các bác chú ý này. Thứ nhất, các bác xem cái lượng máu con vịt, nếu mà nó nhiều thì các bác sẽ đánh theo tỷ lệ 1-2 thì nó đông rất nhanh. Đấy, có khi là nhiều lúc 1-1 nó không đông được đâu. Nên nha, các bác phải chú ý này. Đánh với tỷ lệ 1 máu 2 nước hoặc 1 máu 1,5 nước nha, thì nó sẽ vào rất nhanh. Đấy. Còn đánh 1-1 là như tôi ấy, trình độ cao rồi tôi mới đánh được. Đấy. Còn các bác ấy, thì các bác đánh lần đầu các bác nên đánh tỷ lệ 1-1,5. 1 máu và 1,5 nước thì nó sẽ rất nhanh đông. Các bác chú ý là khi mà xào nhân ấy, các bác phải cho đủ gia vị vào đây nhá. Nước mắm hoặc là muối thêm thì nó mới vừa ăn, còn bởi vì cái orison thì nó rất là nhạt. Đấy. Tôi bao giờ hôm nay tôi sẽ nói ở cuối video, bởi vì là các bác xem các bác hay bị tua. Tua là các bác không bao giờ các bác đánh được. Qua đấy. Cái đoạn kia đây rồi đó. Đấy. Rồi. Anh em chúng ta nâng một ly rượu nữa nhá. Đấy, các bác phải chú ý. Chú ý những cái mà tôi nói nhá. Khi mà đánh theo cái hãm orison này thì phải đánh tỷ lệ 1 tiết và 1,5 nước. Đấy, hoặc là 1 tiết 2 nước thì nó mới đông được. Còn 1-1 là nó khó đông lắm nhá. Đấy. Nó đông nhưng mà nó rất là vào rất là lâu, rất chậm. Rồi. Tôi xin mời tất cả các bác uống rượu cùng anh em chúng tôi nhá. Rồi có gì nếu mà không được anh ấy, thì cứ gọi anh Hiếu lên làm cho nhá. Đấy thì các bác cứ để lại comment ở bên dưới, tôi sẽ hướng dẫn cho các bác. Đấy, cái lúc đánh như nào, con vịt bao nhiêu cân. Tôi đảm bảo với các bác là 100%, nếu mà các bác đánh trượt thì cứ chặt cổ tôi luôn đi. Đấy. Dám khẳng định luôn. Thôi, cái video của tôi xin phép đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhá. Chào mọi người nhá.